Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết của chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau gần 2 năm triển khai, nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các sở ban ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực quyết tâm triển khai các nhiệm vụ được giao, các chính sách hướng đến hỗ trợ phục hồi nền kinh tế và chia sẻ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp cơ bản đã được phát huy hiệu quả nhất định, được người dân, doanh nghiệp đánh giá tích cực. Kinh tế của tỉnh đã cơ bản phục hồi lại như trước đại dịch, một số ngành lĩnh vực có mức tăng trưởng khá so với mức bình quân cả nước. Tỉnh cũng đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân mua, thuê và thuê mua. Về thực hiện nghị quyết số 57 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 26,06 km, trong đó đoạn đi trùng với đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 15,3 km. Đã được xây dựng với quy mô 6 làn xe ô tô, đoạn chưa đầu tư dài 10,76 km. Dự án khởi công ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bình Dương đã phê duyệt hai dự án thành phần, về công tác thu hồi đất đạt 70,5%. Tỉnh đã sử dụng các khu tái định cư hiện có để bố trí giải quyết cấp bách cho 517 trường hợp tái định cư bị ảnh hưởng của dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo thực hiện đầu tư hoàn trả số nền tái định cư đã sử dụng từ nguồn vốn của dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị thêm số nền tái định cư cho việc xây dựng đoạn 15,3 km vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi trùng đường Mỹ Phước Tân Vạn.